Hello em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn em gắn từ một cái đèn hậu zin sang một cái đèn hậu tích hợp đồ chơi dynamic ha. Đây là tích hợp xi nhan cho nên cái đèn zin luôn nha. Thì mình sẽ như vậy, ví dụ như thường mình sẽ bán cho xe cho anh em á, mình sẽ để đuôi như vậy cho anh em đi đăng ký ha. Và khi nào anh em đăng ký xong mình sẽ gỡ cái đuôi này ra, gắn cái đèn tích hợp xi nhan vô ha. Nhưng mà anh khách này nó yêu cầu mình là sẽ gắn cái đèn tích hợp xi nhan trước cho anh ấy, cho nên mình sẽ gắn cái đèn tích hợp cho anh đây sẵn, anh em khi mà đăng ký xong thì rút cái đuôi này ra ha, bắn xuống gặp vô là xong. Ok, mình sẽ quay cái đứt lên cho anh em xem. Thì cái xe zin đó thì cái đuôi nó sẽ như vậy nha. Giờ mình sẽ tháo ra hết, tháo cái đuôi, bắt cái mình bật cái đèn hậu zin cho anh em xem cái đèn hậu zin nó sẽ như thế nào ha. Giờ khi mà gắn đèn đồ chơi nó sẽ như thế nào, đèn hậu zin gì nha. Giờ khi mà mình bật xi nhan đầu tiên đi, nó sẽ cháy hai bên, thì mình sẽ gắn cái đèn tích hợp xi nhan nó nhầm vô đây luôn nha, không cần cái này nữa mà sẽ cháy xi nhan trên này. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các em luôn. Đầu tiên sẽ mở những góc gì và tiếp theo mở những góc gì luôn nha. Thì trước tiên á, mình sẽ mở ở đây. Mình sẽ mở ốc ra đây. Một con ở đây ha. Nói chung là trước tiên mình sẽ mở yên trước. Mở vô yên ha, lấy yên ra. Tiếp theo lấy yên này ra ha. Và mình sẽ mở ở đây. Giờ nó sẽ có hai ốc trên này nữa, ba con. Thì mình sẽ mở hết xong cho mình sẽ mở cái đèn zin trên đây và xả ốc ra, rút cái đồ zin hết rồi mình sẽ gắn cái đồ chơi vô ha. Ok, bắt đầu làm gì. Là đầu tiên mình sẽ mở ốc đây nha anh em. Một con ở đây ha, ốc nhỏ nha, ốc lớn tôi lớn để lại. Giờ tiếp theo một con trên này nữa ha. Tiếp theo một con trên này. Giờ con trên này. Giờ mình sẽ xả luôn mấy con ốc trên cái đuôi luôn cho nhẹ ra, mình rút cái đèn cái zin cho dễ ha. Mở luôn cái đuôi đi, mở luôn cái đuôi đi, mình gấp luôn con sốt gầm luôn. Mở luôn. Giờ mình mở bên kia nó cũng giống như bên đây luôn anh em, nó cũng mở hết trơn vào ốc rồi nha. Giờ mình cũng mở ốc ở bên hông luôn. Bên đây mình vẫn mở giống như bên kia ha, vẫn mở ốc nhỏ đây nha. Mở này ra. Ok em, thì bây giờ mình sẽ rút cái đuôi zin ra ha, rút cái đèn hậu zin ra. Thì cái đèn hậu zin này nha, nó sẽ có cái gắt bên đây. Để xíu mình sẽ hạ xuống mình rút cái gắt đèn hậu zin cho anh em xem ha. Ok em, thì nó cái gắt đèn hậu zin nó sẽ nằm trong cái kẽ này ha. Lấy tay quay cái. Để gắt này anh em, bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đó mình nhọn mình chọt vô cái lỗ này. Xong mình sẽ rút cái gắt ra. Ok. Rút xong nha, bây giờ mình sẽ mở cái này hậu zin và mở cái đuôi cho anh em xem.
Ok, anh em thì bây giờ mình sẽ mở hai cốt bắt cái đèn zin trên đây, rút cái đèn ra. Nhưng mà anh em muốn rút cái đèn ra ha, mình phải xả cái đuôi ra. Nó có bốn ốp, bắt cái đuôi này nha. Mình sẽ xả ra, mình bắt, mình rút nó dễ. Tại cái đuôi này nó ép cái dàn mũ vô, mình rút cái đuôi cái đèn hậu zin ra rất là khó. Mình phải mở ra luôn mới dễ. Thì cái đuôi zin này nó sẽ có ba cái dắt, một cái hai cái dắt xi nhan trên này và một cái dắt đèn số bằng số ở trên này nha. Mình sẽ nó nằm trong này nè, anh em thọt vô đây lấy ra nó dễ lắm. Bây giờ sẽ xả bốn con ốc bắt cái đuôi ra, rút cái đuôi ra luôn. Nói chung khi mà anh em mua xe mình á, mà anh em có nhu cầu gì á thì cứ báo mình trước ha, mình sẽ làm sẵn cho anh em luôn. Anh em mua nhận xe là xong luôn, khỏi có lăn tăn gì không biết câu hay là không có làm vậy đó. Mấy anh em muốn gắn báo số hay móc bô vậy đó thì mình sẽ làm sẵn hết nha, khỏi sợ mà mua về xong rồi không biết gắn ở đâu rồi ai gắn cho mình được. Cái này là đèn hậu zin nha anh em, thì mình sẽ gắn lại đèn hậu này cho lập xi nhan cho đây luôn. Nó nguy trang vậy nha, nhưng mà nó nhìn nó cứng hơn xíu, nó màu nó đen đen khối, nhìn nó men hơn chút, mạnh mẽ hơn chút. Rút ra luôn. Anh em nhớ tháo ra giữ cái cục thun lại ha, mấy anh bắt thiếu cục thun này nó sẽ rất là dễ gãy bắp này. Mình tháo cái đèn ra, mình lấy cục thun lên, mình gắn qua cái đèn khác. Ok. Bây giờ mình thấy tới lúc rút cái gắt thì mình sẽ nó cho mày con này nha. Hai cái xi nhan hai bên và một cái gắt son số. Là gắt son số ha, gắt này gắt đèn son số nè. Cái này cái đồ kiếm cái đồ nại gốc rồi nè. Cái này xi nhan cho nên rút lên. Cái này đèn xi nhan ha, cái này nè, đèn xi nhan nè, mình cứ rút ra thôi. Cái này mình bóp cái đầu này, bóp cái đầu này nha, mình sẽ rút ra được. Vậy nha, là xong nha. Ok. Rồi bây giờ sẽ mở đuôi zin cho luôn, gắn đèn lại luôn, gắn vào đèn cái bát đút gầm luôn. Có luôn hả? Ok rồi, em rút ra hết trơn luôn nha. Thì bây giờ mình đầu tiên mình sẽ gắn cái đèn tích hợp xi nhan lại, cái đèn đầu quay lên cái hộp mới. Khi mình khui mới ra nó sẽ vậy nha anh em, nó sẽ có nguyên cái túi vậy nha. Sẽ vậy nha, nó y chang đèn zin luôn. Rồi vô. Giờ mình sẽ gắn đầu tiên, mình sẽ gắn cục thun lại, cái bát thun nó lại ha, cho nó chạy khi mà nó rung nó không bị gãy cái bát. Đồ có bọc luôn. Rồi, đồ quên. Rồi, ok, giờ gắn luôn. Đây, cầm nó giúp. Anh em để ý cái này ha, cái gắt này là cái gắt zin. Mình sẽ cắm vào cái gắt zin lúc nãy mình rút ra ha, trong cái đèn zin ha. Và hai cái đèn màu này là hai cái xi nhan hai bên ha. Thì mình vô mình sẽ mở xi nhan lên, mình sẽ cắm vô thôi, mình sẽ biết cái nào nó bên nào ngược lại thì mình sẽ chọn đó ha. Ok. Rồi lấy bát thùng đây nữa. Mình để ý ha, đây có một cái bát thùng để mà gắn đây nữa nha.
có thun chỗ này nè, để mà ghim vô cái kẽ này là không nó rung. Không lấy cái đó không được, lấy cái bát đây đi, lấy cái trong cái đèn còn không? Không còn thì lấy cái keo cũng được. Không thấy lấy keo đi, lấy keo nhét vô. Xong không quay nãy quấy rồi, mà chùm ngược vô luôn nè, đây đây. Nó hơi dài cắt ngắn xíu cho nó chùm đây là xong rồi nè. Đó. Rồi, vậy là xong rồi. Vậy quá không? Vô. Sợ gì quá. Rồi. Thì khi mình muốn không cảm cắt cái dắt zin ha, thì mình sẽ lấy lửa bên đây, lấy lửa bên hai cái dắt xi nhan sẵn này nha. Thì nó sẽ có hai cái dắt màu, bên đây là xanh lá ha, bên kia là màu gì, bên đây là màu xám, bên đây là màu xanh lá. Thì ở trong này á, cái gì ở tất cả những cái zin này nó sẽ có một cái đặc biệt chung á, là cái dây sọc á là cái dây mát nha. Còn cái dây màu nè, cái dây màu á, màu gì cũng được, thì nó là dây lửa. Ở dưới nó tại nằm trong ổng rồi, coi thằng cháu thấy trên tay quá. Thì gì nha anh em, cái dây mát á, nó là sẽ là dây sinh dương sọc đen, còn cái dây lửa nó sẽ là dây sinh lá ha, nó không có sọc gì hết. Giờ bên đây em vậy không nha, bên đây cũng vậy luôn. Bên đây là cái bên đây là một cái sọc đen vàng và dây xám. Thì cái dây sọc đen vàng này là dây mát ha, còn cái dây xám là dây lửa. Ok, nhưng mà trước mắt thì mình không biết cái hai bên này là cái bên nào là bên trái bên phải, thì mình sẽ câu lại, mình sẽ câu vô đây. Khi mình lấy mát ra đây rồi, cái dắt đèn zin này ha, nó sẽ lấy mát trong đây, và mình sẽ lấy lửa hai bên cái xi nhan bên đây là xong. Ok, đầu tiên mình sẽ gắn vào đây. Mình sẽ gắt lòn ở đây ha. Ok em, thì bây giờ mình sẽ gắn dắt zin lại. Vô đây nha. Ok em, thì bây giờ cái bộ hàng nóng rồi, bây giờ mình sẽ hàng lại xong rồi gấp đi thôi. Đi kéo anh kia.
đây có coi. Mua hàng dơ quá. Nhà dưới OK anh em, thì bây giờ mình vừa bong bóng keo xong hết rồi, giờ mình sẽ gắp công suất gầm vô và tiếp theo sẽ quay cái đuôi lại cho anh em thấy ha. Nha. Anh em để ý cái này cóp này mình có quay lên trên gì ha, nó sẽ đẹp hơn nha. Mình chỉ cần để ý đây thôi là OK. Kiếm một số mẫu gắn qua đỡ. Cái chiếc 28 gắn qua đỡ. Này mình lấy chiếc lấy bản số mẫu này ra mình gắn đỡ mẫu cho anh em. Cái bản số chiếc xe này mình đi rút hồ sơ rồi.
rồi leo số gắn đi rồi. Khi mà mình gắn xong thì con số nó sẽ ốp sát vô cái đuôi vậy ha, nhìn nó sẽ nó vuốt lên nhìn đẹp hơn rất là nhiều ha. Mình sẽ đi ốp càng áo rồi xong mình sẽ quay lại cái đuôi lại. Khi mình gấp cái bánh số gầm vậy anh em thì mình sẽ nó sẽ xô cái bánh ra nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là bánh, cái bánh lớn luôn. Còn nếu mình để cái đuôi zin thì nó sẽ làm cái bánh nó che bánh lại ha, nó nhìn không ngầu nhiều bằng cái khi mình làm bánh số gầm. Bánh số gầm thì nó sẽ đưa cái bánh ra nó nhiều hơn, nhìn nó phía sau nhìn tới nó bánh to hơn, xô bánh ra. Thì bây giờ đã xong ha, bây giờ mình sẽ bật cái khóa lên và bật xi nhan cho anh em xem. Tắt. Ok, bây giờ nó sẽ vậy ha, khi nào mình thắng á, nó sẽ như cái này chớp thì bấm thôi. Đúng rồi, thắng nó chớp hai cái ha. Rồi khi mình bật xi nhan nó sẽ chuyển thành màu vàng. Ok. Bật xi nhan đi. Nó sẽ là xi nhan tích hợp trên đuôi luôn nha. Khi mình gắn cái này giống như xe thành xe bóc luôn nha anh em. Cái đuôi nó vuốt lên đẹp và nó xô cái bánh ra. Nhìn nó ngầu hơn, chuyển bên. Ok, bây giờ là bên phải ha. Cái này là bát đèn ưu tiên ha, sẽ cháy hai bên luôn nha. Tắt sẽ là màu đỏ vậy ha, mỗi đêm chạy thấy sẽ thấy màu đỏ vậy. Ok. Ok, hẹn kiểu anh em nó xem clip nha.